Chào các bạn, hiện tại thì tôi đang có mặt tại trung tâm Ô Cốp huyện Đầm Hà, nơi trưng bày các đặc sản của huyện, đặc biệt là món chân giò nướng. Làm sao để có được một món chân giò nướng thơm ngon hấp dẫn? Các bạn hãy cùng tôi tìm hiểu quy trình làm món này nhé! Là một huyện miền đông của tỉnh Quảng Ninh, Đầm Hà được biết đến không chỉ là địa danh với nhiều di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, là con người hiền hòa, chịu khó, bao dung, mà còn là vùng đất có nhiều món ăn ngon, đặc sản nổi tiếng. Ngoài những món ăn dân dã như dưa cải nén, củ cải, thì món ăn chân giò nướng cũng là một trong những món ăn với những hương vị đặc trưng, hấp dẫn, góp phần tạo nên nét riêng biệt của vùng đất Đầm Hà. Chú ơi, cho cháu hỏi là để làm ra được món chân giò thơm ngon thì cần nguyên liệu gì và cách làm ra sao? Cái chân giò này trước tiên của chú được mua từ những cơ sở giết mổ đủ điều kiện an toàn. Sau khi đó chú về chú có sơ chế cho sạch và tẩm ướp gia vị. Tẩm ướp gia vị trong khoảng 1 tiếng thì chú sẽ khâu vào hoàn thiện như thế này và bắt đầu mình xuyên vào. Và mình xuyên vào như thế này và chuẩn bị làm nướng. Để làm cho món ăn thêm hoàn hảo, dậy hương thơm thì nước chấm xì dầu, ớt cũng được người đầu bếp khéo léo kết hợp đưa vào món ăn này. Món chân giò nướng được người dân Đầm Hà đưa vào mâm cơm hàng ngày hoặc sử dụng trong những ngày lễ Tết. Đây cũng là một trong những gợi ý cho du khách mua về làm quà cho người thân, gia đình khi đến với Đầm Hà. Một trong những món ăn quen thuộc mang đậm dấu ấn của vùng đất miền Đông thuộc tỉnh Quảng Ninh. Đến với Đầm Hà, ngoài đặc sản chân giò nướng, quý vị cũng có thể thưởng thức thêm một số món ăn dân dã nhưng cũng không kém phần đặc sắc của địa phương như dưa cải nén, cá song. Đây đều là những sản phẩm được công nhận là sản phẩm Ô Cốp 3 sao trở lên, đã và đang góp phần trong chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao. Hôm nay tôi có một trải nghiệm vô cùng thú vị. Nếu bạn có dịp dừng chân nơi đây, hãy đến với Đầm Hà, hãy thưởng thức món ăn chân giò nướng, một trong những đặc sản Ô Cốp của huyện Đầm Hà. Cùng với sự mến khách và hương vị đặc biệt của món ăn, sẽ làm bạn khó có thể quên được mỗi khi đến với Đầm Hà.